Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại channel của mình. Ngày nay thì mình sẽ đánh ở cái bản PvZ này nhé. Mình sẽ đánh ở cái bản PvZ này nhé. Ok, giờ mình sẽ triển khai luôn chiến thuật của mình nhé. Chiến thuật ngày hôm nay của mình là đánh cái sự kết hợp của con Slipian với cả con Cactus đấy bạn nhé. Rồi, ok. Đây mình sẽ đánh cái tem này VS với các zombie luôn, full các zombie luôn. Trước tiên là mình sẽ cho cái tem tem làm từ cứng ra trước. Chóng thì con tôi cũng bị tiêu diệt các bạn ạ. Mình để cho đợt tập công tiếp theo đó là tem Gargantuar. Với cái con Malex mày còn chưa kịp hút mấy con chưa kịp hút mấy con cái thơ với cả football thì đã bị tiêu diệt hết rồi trong một lúc nhạc. Yeah, giờ thì nốt mấy con tàn út đi bọn đặt giày này. Thank you.
Ok, bây giờ mình cho nó một laser support ra nhé. Để xem laser support thì cái tem này nó sẽ xử lý ta. Sợ quá, một lần là thêm méo mồm rồi. Mình rất ghét cái con điện này. Nó xuống mấy chỗ con spa của mình là lao hết đầu vào. Trong thì mấy con này ra để tránh cái tình trạng bị mấy cái con spike web này. Gơ đây các bạn. Công nhận cái đường giữa này đúng là cũng không có con nào đường thật, cái sức bắn gớm thật đấy. Xe cũng không có tác dụng. Trận chiến này chắc bị đến lúc kết thúc rồi các bạn ạ. Trước video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi các bạn ạ. Xin chào các bạn ở các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào, hẹn gặp lại.